Hi, xin chào mọi người. Sáng nay tiếp tục còn ép một con Xiaomi Redmi Note 4 nha, của khách nha. Bề kính như ra này nè. Nào, tiếp ép con này nha. Anh em nào ở gần có máy nào mà ép kính cứ đem tới tại nhà mình nha. Mình ép bao giá bao rẻ nha. Bao rẻ cho anh em luôn. Redmi Note 4 Xiaomi. Con này là kính liền cảm nha. Đây là nhà cái đem tới nha. Ok, giờ tiến hành nha anh em. Thì đầu tiên mình sẽ tiến hành mình tháo ra nha anh em. Tháo máy ra nha. Anh em nào gần thích ép thì đem tới nha, mình ép luôn. Ngồi chờ tầm nửa tiếng là lấy nha. Kính nha anh em. Mình sẽ dán cái lốp keo này nha. Mình sẽ tiến hành vô keo nha anh em. Thank you.
ok nha anh em, rất đẹp ha. Rồi cho vô máy luôn. Rồi ok nha anh em, anh em nào cần ép kính lấy ngay đây nhà mình nha. À, thằng ái chào anh em.